thành viên đầu tiên Trần Duy Phước, nickname Rio. Là một ca sĩ nhạc rock, anh chàng đa tài có thể đảm nhận nhiều vị trí trong ban nhạc như hát chính, guitar hay chơi trống. Ngoài nhạc rock ra, Phước còn có một niềm đam mê mãnh liệt đối với mô tô. Hi man, mình là Phước, 25 tuổi. Đến chương trình này, mình mong muốn là sẽ tìm được một người yêu, một người mình yêu hoặc là một người yêu mình gì đó. Mỗi người con gái của mình là một ai đó có thể chịu được cái tính điên điên khùng khùng của mình. Và có sự cảm thông với những khi mình thờ ơ vì mình rất là bận với âm nhạc. Ủa sao đến 28 lượt ta? Bà xin. Chào mừng bạn đến ngôi nhà chung. Bạn hãy đến địa chỉ sau 3 Mạc Đĩnh Chi để đưa thư mời cho một thành viên nữ của ngôi nhà chung và cùng bạn ấy đi ăn trưa. Và mình sẽ được đi ăn trưa. Trong khi đó, lá thư mời tiếp theo cũng đã đến nơi. Chào mừng bạn đến ngôi nhà chung, địa chỉ số 12. Kim Min Sung, 30 tuổi, chàng trai Hàn Quốc, đã đi qua nhiều quốc gia và chọn sinh sống tại Việt Nam. Lý do gì khiến anh chàng muốn tham gia vào ngôi nhà chung? Danny sống ở Việt Nam thì 4 năm rồi. Và Danny muốn sống ở Việt Nam mãi mãi. Thì bây giờ thì tham gia cái chương trình này là để tìm được một bạn gái Việt Nam. Hy vọng là Danny có thể tìm được trong chương trình ngôi nhà chung. Và nói gì nhỉ? Mẫu bạn gái của Danny là một con gái mà mỉm cười rất là đẹp, rất là dễ thương. Và Danny cũng có thể cười với nhau. Bạn hãy đến đón một bạn nữ. Lá thư mời tiếp theo đang tìm đến thành viên nữ đầu tiên của ngôi nhà chung. Đây sẽ là cô gái như thế nào? Quỳnh Thi, cô gái trẻ sinh năm 1993, hiện đang là giáo viên dạy mẫu trẻ em. Cá tính, độc lập, mạnh mẽ là những điều có thể nói về cô gái này. Chào mừng bạn đến ngôi nhà chung, nhiệm vụ của bạn đi đón hai thành viên tiếp theo. Và Thi đã sẵn sàng lên đường. Đã đến địa chỉ trong thư, giờ chỉ cần tìm đúng người. Chẳng lẽ nói sai những điều mà từ lâu lòng anh đã nghĩ suy. Chẳng lẽ bước đi tìm con. Em chào anh. Em tên là Quỳnh Thi. Em là một trong những thành viên trong ngôi nhà chung. Hôm nay em được đề cử đến đây là gửi cho anh một cái thiệp mời tham gia chương trình. Nhìn phản ứng của người nhận thư thì hình như có gì không đúng ở đây. Đến giờ này quá nỗi nhớ, anh đi tìm cho mơ mơ. Những ký ức bên em chẳng phai mờ. Mà vì sao em quay lưng để lại mình anh? Khi niềm tin đã hết, thế nên còn đường yêu cũng kế. Huỳnh Thi có vẻ đã nhận ra sai lầm của mình. Hay là lúc này là sẽ là hai người luôn ta? Trên tay đang cầm hai tờ giấy mà. Sai rồi. Trả coi cho em biết sao. Ủa em đưa lộn hả? Nãy em đưa lộn cho anh hả? Đúng rồi. Em đưa lộn cho anh hả? Trời ơi. Tính hèn chi thấy tính queo à. Em xin lỗi anh. Không sao. Em chào anh. Dạ, em tên là Quỳnh Thi. Em là một trong những thành viên của ngôi nhà chung và em được đề cử đến đây để mời anh một cái vé mời là tham gia ngôi nhà chung. Dạ. Chào mừng bạn đến ngôi nhà chung. Dạ. Giờ là đã chính xác rồi. Hồi nãy thì sai, giờ là đúng rồi. Cảm ơn anh. Mình tên là Tuấn Khương. Nguyễn Phước Tuấn Khương, 23 tuổi. Chàng ca sĩ trẻ mới bắt đầu sự nghiệp ca hát vì còn đang lo cho công việc mà vẫn còn lẻ loi. Thì thật sự Tuấn Khương cũng rất là bất ngờ và
bạn trông khá xinh và có một ngoại hình rất là cao. Hồi nãy anh tưởng em là người của chương trình chứ. Dạ đâu có, em là thí sinh. Em thí sinh đúng không hả? Dạ. Bất ngờ hả? Sao diễn tự nhiên quá vậy? Đại thường mà anh. Dạ. Rồi vô mà tưởng người chương trình không? Cái khúc mà anh hát á, và em cảm nhận được. Và ông một hồi em mới nghĩ là em bị lố. Không, chắc là vô em không để ý anh á. Mặc áo trắng sáng sân khấu lắm mà. Anh thì tưởng em đưa giùm. Anh tưởng anh người đầu tiên không chứ. Ai về là em người đầu tiên. Bắt tay làm quen. À dạ anh. Em sinh năm 93. Anh sinh năm mấy? Anh 90. À chưa anh là đúng rồi. Hát tặng em câu ơi. Hát tặng em câu hả? Nấp bài nơi em muốn của anh. Nơi em muốn. Dù đã nói với nhau sẽ mãi không xa rời, dù đã hứa với nhau không thể thay lòng, mà sao người đành như thế? Bao lời yêu trôi qua như thế, sao em để giờ đây với nỗi nhớ anh đi tìm trong bơ vơ? Những ký ức bên em chẳng phải mơ. Em đã từng níu lấy giấc mơ mình trao lúc ấy, mà vì sao em quay lưng để lại mình anh? Khi niềm tin đã hết, thế nên con đường yêu cũng kết thúc như một giấc mơ thật buồn. Hãy tìm nơi mà trái tim em bình yên nhất, để mình anh bước đi trên con đường riêng. Cảm ơn anh. Anh có nghĩ là tính làm MV cho cái ca khúc này? Thì anh muốn là sắp tới là anh sẽ làm một cái MV beauty riêng vào này. À, thì anh có nghĩ là nhân vật đó có thể là một thành viên, một người nào đó trong thành viên Ngôi Nhà Chung không? Thì anh chính ngày hôm nay anh mới đi tham gia chương trình này. Hiểu em hiểu không? Nên là ngày hôm nay anh mới tham gia chương trình để anh tìm bạn đó nè. Tìm bạn để qua MV cho anh. Hy vọng là cái người anh tìm sẽ đồng ý. Chút cái điều của anh mà đang mong đợi đó. Biết đâu người đó đang ngồi kế bên thì sao? Dạ. Cảm ơn anh. Anh có người yêu chưa? Anh có chương trình đâu cho tham gia làm chi em? Có khi nào anh có mà anh giấu không? Em nghĩ anh giấu được không? Được. Không được đâu. Nghĩa gì? Tại vì tính của anh là khi mà quen ai đó là lúc nào cũng muốn cho cả thế giới biết. À. Cho biết là tôi đang hạnh phúc. À vậy là anh tỏ tình với người đó là phải đứng trên một cái bục cao. Anh không cần phải công khai mà gọi là cho như vậy. Chứ cái chuyện sao? Là anh nói cái điều cũng cả thế giới biết, cho mọi người biết. Anh đều hạnh phúc của cả hai á. Mọi người thể hiện tình cảm á. Đây là nghĩa của tôi, phải không? Cô gái thứ hai sắp sửa lộ diện. À, mình chào bạn. Hôm nay mình được đề cử đến đây để đưa bạn một vé mời tham gia chương trình. Ok, chúc mừng bạn. Hy vọng là sẽ đúng. Chúc mừng bạn. Mai Minh Hiên, cô sinh viên 21 tuổi, đến từ Quảng Bình, đã vào Sài Gòn học được 3 năm. Mời bạn. Lên xe nha. Gà lăng với bạn đi. Đây nha. Khi mà Khương và Huỳnh Thi đến đón Mai Hiên thì thật sự bất ngờ hơn, tại vì bạn Mai Thiên trông rất là nhỏ nhắn và baby, thì cứ coi như là một màu sắc khác so với Huỳnh Thi. Phước đã tìm đến địa chỉ trong thư để đón một thành viên nữ. Cô gái ấy là ai? Hello. Nè, gửi thư mời Love House. Cho anh. Cho một thành viên nữ của Ngôi Nhà Chung và mời bạn ấy đi ăn trưa. Mình không biết nữa nào, chắc mình phải đi là hướng nào nhỉ? Ok. Anh
Hello. Ồ, chào em, bạn bên lớp nào đúng không? Ok, mình được chương trình giao nhiệm vụ và gửi thư mời cho bạn. Cảm ơn anh. Phạm Thái Thiên Phương, 27 tuổi, là một biên tập viên đến từ Phú Yên, đã trải qua hai mối tình, không hiểu tại sao đến giờ Phương vẫn một mình. Trước đây mình cũng đã có một số cái những cái chuyện không vui trong những cái mối tình trước đây, cho nên là mình dành nhiều thời gian để mình tập trung cho công việc hơn. Thành ra là tới giờ cũng còn ông trai của mình thì cũng giống như tất cả các bạn nữ khác thôi. Một bạn trai thứ nhất là cao, đẹp trai thì không cần phải quá xuất sắc, nghề nghiệp ổn định, có một chút lãng mạn, nhưng mà quan trọng nhất là phải tâm lý. Chị Phương lúc đầu gặp rất là khó gần, nhìn khó gần mình chậm lắm, chậm cực kỳ. Nhưng mà lúc mà làm việc lâu rồi ấy, thì biết chị chơi rất là vui. Lúc mà bạn đã lầy rồi thì lầy tới bến luôn, lầy không biết đường về. Mong là chị sẽ kiếm được một người tốt hơn và hạnh phúc hơn trong một cái tình yêu sắp tới. Theo em thì một người nên là hơi nông nổi, kiểu giống như là một chút xíu con nít, nhưng mà biết lo lắng cho chị Phương và làm chị Phương cười nhiều. Em mong là như vậy, đùa với bạn nhiều nhiều cho mấy con nít vậy. Chịu khó đi. Thì sẽ hợp với chị Phương và ở với chị Phương lâu dài hơn. Đặc biệt là phải chịu đựng được cái tính thất thường, mưa nắng cũng như là khó ở của chị ấy. Ok. Đi chưa nha. Ấn tượng đầu tiên của Rio với Phương là cô gái khá là cao, cái ngồi vừa chiếc cao cao của mình, nói chung cũng khá xinh. Dù cô gái mới đã xuất hiện nhưng Thi vẫn là người chủ động trong mọi câu chuyện. Sở thích em là cái gì vậy? Động dễ thương quá, là cái gì vậy? Nói chuyện như gái phải gì chứ. Coi phim tình cảm hả? Em thích gì? Em thích gì? Em đam mê gì không? Em hay một chút hả? Mời em về với đời của anh. Em thích một cái loại này, lại là bạn trai người yêu như thế nào? Em á hả? Nói em á. À em á hả? Em là hả nữa chứ. Em thì thích bạn trai em không sợ ma. Tại em quá sợ ma. Ok. Hiểu. Em thích người yêu của em nấu ăn ngon hơn em. Ok. Bởi vì em nấu bình thường. Còn mấy kia thì từ từ nói. Dù hai gái là thấy chắc quốc anh rồi đó. Biết đâu được, em ngưng nói là để bơi mốt á, lỡ em có muốn để con anh có một cái điểm trùng gì đó thì em sẽ đưa ý định nó ra ngay thời điểm đó. Lỡ hôm mốt em cảm giác em nói là sẽ thích người đó hát hay thì sao? Em đừng nói là em yêu anh liền rồi nha. Mà có con cầu là yêu là phải giấu trong lòng một chút. Vậy hả? Ừ. Tại em còn giấu anh nhiều lắm á. Không, tính em là thật lắm, thổ lộ hết rồi. Người thật việc thật. Ủa vậy anh thích người bạn gái như thế nào, mẫu bạn gái như thế nào? Anh hả? Dạ. Anh thích người bạn gái biết lo lắng quan tâm một chút. À. À đủ rồi. Còn cái chuyện mà bề ngoài hay không thì do cảm giác nữa. Lo lắng quan tâm bằng hành động hay là chỉ bằng cử chỉ nhìn liếc liếc? Đâu, cả hai, chắc bên ngoài và bên trong luôn. Bên ngoài và bên trong luôn, phải hiểu nữa, hiểu không? Hiểu anh là ok là được rồi. Lỡ hiểu sai thì sao? Hiểu sai thì hiểu lại em. Hiểu lại nữa hả? Ừ. Mà anh phải bật đèn đỏ, đèn xanh, đèn gì đó. Đèn nào mà để cho người ta vô để người ta tìm hiểu. Nói chung là... Đèn xanh đúng không? Em đừng có tả anh giống cái cục điện luôn. Cái cục đèn luôn. Khương, Thi và Hiên là những thành viên đầu tiên bước vào ngôi nhà chung. Giờ mở cửa sao ta? Chìa khóa kìa. Chìa khóa. Thương kìa. Xin mời quý khách. Đây. Tập thể dục luôn. Wow, nhà đẹp quá. Ha kìa. Chào mừng bạn. Vẫn là căn nhà cũ ha. Căn nhà của mấy mùa trước Thi tham gia đúng không? Đúng rồi. Cảm xúc khi Khương bước vào ngôi nhà chung cùng Huỳnh Thi và Mai Hiên thì
thật sự là rất là vui, nhưng mà vẫn còn một chút gì đó còn ngại, tại vì ít ra thì Khương sẽ thấy thoải mái hơn khi mà đồng minh của mình đó là ba bạn nam sắp sửa có mặt ở đây sẽ bên cạnh Khương. Hiện tại thì cũng còn 5 bạn chưa xuất hiện. Tính tới bây giờ là quen được. Nhớ là cho mày có người trụ đường tuần này nọ nè. Không chịu nổi. Bị khổ quá. Có là anh thì không thích bị ràng buộc lắm. Thì anh là đến đây bay đó mà anh rất là hay đi phiêu lưu. Không phải là đi lăng nhăng mà là nhưng mà mình không có đầy nhiều. Cái tâm trí mình là ở trong nhạc hoặc là ở trong núi rừng hay đâu đó. Chưa có kiểu... Với lại người ta không có chịu được cảnh mình phải giấu người ta trên Facebook. Tại vì mình nghệ sĩ mà mình không thể làm công khai để tìm ký được. Nên sao nhiều người quen nhau thích công khai lên Facebook? Để không đi chồng không bị cua dạng vậy. Còn ảnh bây giờ nó hốt lại hốt luôn chứ đâu quan tâm có gì. Bây giờ khoe lên nó lại nhanh hốt hơn. Tính của anh này nó Huy nó hơi vô tâm một chút. Đó là nhiều khi mình đang bệnh ngồi nghĩ lên câu gì đó thì lại quên nhắn tin trả lời, thế là lại hờn dỗi. Thế là chưa kiểu là chưa tìm được người để thông cảm cho mình. Ừ, chẳng thứ. Với lại đa số thì nó thích anh vì cái sự mấy chiếc sự xe của anh. À, anh có 3 chiếc được. Ờ, đi xe này lên bọn chút nữa. Ra đường ba thề bao nổi luôn anh xưa nè, tóc thiệt luôn hả? Tóc thiệt luôn, ai rõ không? Nhắc đi rồi được không? Không, sợ ghét nhất nhạc đó. Rồi ghét nhất nhạc đó luôn. Mà mình nghe nhạc đó thì gai cả người lên. Vì sao tôi nghe bolero thường xuyên trong nhạc chung? Em nghe à? Biết đâu lại mọi người lại có người bị thích đồng nhạc đó thì sao? À, nhưng mà lỡ mà người nào đó mà cứ bị nghiện dòng nhạc đó thì ở chung với một rocker thì nó sao ta? Càng cực luôn. Chúng tôi có thì nhiều bài nghe cũng được, ví dụ như mấy bài mới sau này. Về ngoại hình thì có thể nói là Phước rất là ok. Nhưng mà theo đánh giá của mình thì Phước vẫn còn hơi chút xíu gì đó rất là trẻ con. Kiểu cái kiểu thể hiện kiểu những cái câu chuyện của Phước còn khá là còn comic. Rio thấy Phương là một người cũng khá là cởi mở so với bề ngoài của mình. Là một biên tập viên của một công ty giải trí nhưng mà lại rất là hòa đồng, dễ gần. Nên chung thì trước mắt thì có thể sẽ là người bạn tốt. Thì tối gặp lại ở nhà chung. Ok, bye bye. Bye. Buổi chiều vừa hết giờ làm việc, Danny lập tức lên đường đón cô gái cuối cùng. Xin chào bạn, bạn tham gia chương trình Ngôi Nhà Chung đúng không? Dạ đúng rồi. À, xin mời. Ngô Thị Thu Hà, 24 tuổi, là giao dịch viên ngân hàng, năng động, vui vẻ, nhưng không hiểu tại sao đến giờ vẫn lẻ bóng. Em chia tay người yêu thì cách đây cũng 1 năm rồi. Thì tại vì cũng do công việc cứ sáng làm tối về, nó chiếm nhiều thời gian quá, em cũng ngại tìm hiểu. Bên chồng là bây giờ cũng ngại tìm hiểu. Cả cái môi trường làm việc với cả môi trường bạn bè xung quanh em thì hầu như là toàn gái ế và độc thân. Cho nên là cái cơ hội mà tìm kiếm bạn nam thì nó cũng ít hơn. Chắc mình nghĩ là ế đang là xu thế nên Hà muốn vậy. Sao ai cũng coi. Đơn giản là Hà thích thế. Người phù hợp với Hà hả? Chắc phải đi xe 6 bánh 45 chỗ ngồi á. Cũng là người trong giới xe buýt giống Hà thì mới có thể tiếp cận được Hà. Giới xe buýt là sao vậy? Là xô buýt, còn Hà sắp nổi thì Hà đang là giới xe buýt. Hà thì sát vé, còn anh đó là tài xế. Anh là... Anh tên là Danny, anh cũng tham gia cái chương trình này. À, dạ. Khi mà mình thấy anh Danny bước vào thì mình có hơi bất ngờ thiệt. Thì đúng như cái kiểu người mà mình... kiểu như là ngoại hình thì đúng như cái kiểu mà mình thích luôn. Vừa cao, mắt một mí, lại là người Hàn Quốc nữa.
thật sự là bất ngờ. Có anh ấn tượng tốt với ảnh. À, đẹp gái, xinh gái. Thực ra là lần đầu tiên gặp thì Danny cảm thấy hơi lúc đó cũng căng thẳng ấy, nên không nhớ được cái cảm giác là như thế nào. Ủa anh là có like gì không mà sao nhìn giống Hàn Quốc? Anh sổ mò Hàn Quốc lâu rồi. anh là người Hàn Quốc. Ồ? Đúng rồi. Vậy rồi anh nói tiếng Việt rành vậy hả? Đúng rồi, anh học tiếng Việt 4 năm rồi. Sau đó sống ở Việt Nam thì còn bây giờ là gần 4 năm rồi ấy. À, sống ở Việt Nam 4 năm. Đúng rồi. Vậy chắc có bạn gái Việt Nam mới nói rành như vậy đúng không? Cô bạn gái thì làm sao mà tham gia chương trình này được. Bạn gái cũ. Bạn gái cũ là người Hàn Quốc. Ồ? Đúng rồi. À, vậy ý là sao mà anh thích Việt Nam mà anh ở đây ta? Đúng rồi, anh thích Việt Nam thì sau đó anh sẽ sống ở Việt Nam mãi mãi. Mãi mãi? Đúng rồi, sau đó nên tham gia chương trình này để tìm bạn gái Việt Nam. À, ừ. Vậy là trước giờ anh có quen bạn gái Việt Nam này chưa? Thực ra là anh đã gặp một con gái Việt Nam rồi, nhưng mà... Tìm hiểu thôi đúng không? Tìm hiểu thôi. Anh là làm nghề gì ta? Nãy em anh hỏi làm ở công ty dịch vụ xuất nhập khẩu. À. Đúng rồi, em ngân hàng xuất nhập khẩu luôn. Dạ đúng. Cũng có duyên ha. Thì em cũng tham gia chương trình này để tìm bạn trai đúng không? À dạ. Thì em trai qua mấy mối tính. Em á hả? Ừ. Hai mối tình chính thức. Dạ. Dạ, hai mối tình. Anh là mấy mối tình? Anh là 4 mối tình. À, thật ra em cũng 4 mối tình. Tại sao em nói xạo? Dạ, em thấy nhiều quá. À, rồi đi chơi với bạn bè. Dạ. Đúng rồi. Anh hiểu em quá. Vì anh thấy mối tình. Sao đúng nhỉ? Dạ. Sao đúng người ta? Hay là em căng thẳng quá? À đúng rồi, có khi gặp anh em căng thẳng quá. Thì em thích. À, em còn cái này. Dạ, cảm ơn anh. Em thích con trai kiểu nào? À, kiểu nào á hả? Nào. Kiểu người mà em thích đó. Ấn tượng đầu tiên thì kiểu là phải ga lăng. Ga lăng là lịch sự nè, kiểu chiều bạn gái, kiểu hiểu bạn gái. À, kiểu ga lăng. À, gọi là ga lăng. À, là như vậy là ga lăng nè. Ok. Ờ đúng. Còn thì, anh? Còn anh thì một con gái mà mỉm cười đẹp. À. Và hay cười nè, và vui tính nè. Thì anh cũng có thể vui nhau được đúng không? Dạ. Đó là rất là quan trọng. À, em cũng thích kiểu như hài hước một chút xíu. Lúc em... nghiêm túc thì nghiêm túc, nhưng mà cần hài hước thì hài hước. Anh dễ thương quá. Anh cũng nụm nè. Dạ, còn đôi hả? Chắc là chủ kia đúng không? Ờ, khúc dưới đây à. Hả? Không, không có gì. Anh đứng đây đợi em chút xíu nha. Danny thấy Hà dễ thương và chú anh cảm thấy thoải mái và nói chuyện cũng vui tính. Mẫu bạn gái mà Danny thích là Hà là được 70-80%. Ngoại hình thì ok, rất là đẹp trai. Còn tính tình sao thì mình chưa biết nữa, tại vì mình mới có nói chuyện trò được một vài câu thì mình chưa có dám nhận xét là ảnh là người như thế nào. Nhưng mà ấn tượng thì ban đầu thì rất là tốt. Xin chào. Xin chào. Chuyện nhà đúng không? Đổi áo rồi nè. Đổi áo đúng không? Dạ đúng rồi. Cái này lần đầu gặp mặt các bạn thì mình
À. Mình đẹp đẽ một chút xíu. Đẹp hơn. Đẹp rồi. Đúng rồi, giờ mặc áo này sau đó đi lên công ty thì hơi ngại đúng không? Dạ đúng rồi. Mười tám giờ đúng như lời hẹn, Phương đã đến ngôi nhà chung. Hello. Chào bạn. À, được rồi. Ôi, Phương. À, mình là Mai Hiên. Mai Hiên. Không lâu sau, Danny và Hà cũng tới. Mình chung nhau rồi chị Seo. Hello. Hello. Ôi bạn này, người Hàn Quốc à? À dạ, em là thông dịch viên nhà ảnh. Có em thông dịch viên thì như thế nào rồi mình cùng ở chung nhà luôn à? À dạ. Xin chào. Ồ. Là anh là người Hàn Quốc. Ờ. Anh tên gì? Danny. Danny. Ừ. Em là Phương. Phương. Mà em là Mai Hinh. Mai Hinh. Thôi mình mang đồ lên phòng đi ha. Okay. Các chàng trai làm quen khá nhanh chóng. Anh không biết hát. Singer hát đúng không? Thì dạy anh hát à, vì anh thích nhạc Việt Nam. Yeah. Nó không biết hát. Đến lúc này Khương mới được gặp Phương, cho nên anh chàng đã tranh thủ làm quen. Ông bạn tên gì? Phương. Phương tuổi? Đáng hả? Xin bố. Đoán kiểu gì một phát xuống ngay vậy trời. Đúng mất rồi. Rồi xong rồi đổi cách xưng hô luôn. Nếu mình nhỏ hơn thì sao? Để gọi điện thoại. Đúng rồi. Ủa mình, nhưng mà mình tham gia cái này mình đổi bằng chị kỳ không? Có đâu kỳ. Tại sao? Thì sao muốn tỏ tình được? Mẹ của tỏ tình, chị ơi yêu anh đi hả? Chấp nhận anh đi hả? Bình thường. Không được bình thường. Xin rồi. Ủa Phương là làm bên gì? Phương là biên tập. Ủa tưởng là diễn viên chứ. Sao nhiều người hay bị nhầm lẫn vậy? Nhìn giống diễn viên à? Đúng rồi. Tưởng là minh tinh nào xuất hiện không? Trời ơi. Khi bữa ăn tối được dọn ra thì chàng trai cuối cùng cũng vừa đến. Ồ, tới đây này. Để coi thế nào. Hello. Dạ. Sao quay vậy? Ai vậy? Oh. Trân Lợi, chàng trai 27 tuổi đã trải qua rất nhiều công việc, từ phụ gia đình bán cam đến một vận động viên boxing. Và hiện tại đang là một diễn viên chuyên các vai hành động võ thuật. Xin chào mọi người, xin chào. Xin chào. Ok. Ủa sao giống người Hàn Quốc kìa? Ờ đúng rồi. Đấy là người...